Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, ok anh em ơi, chúng ta sẽ đến với một series mới, nơi mà ở đó chúng ta sẽ phải đập thẻ để quyết định chúng ta sẽ sở hữu một đội hình như thế nào. Và ở đây thì tôi muốn tăng cái độ khó của mình. Tôi sẽ sử dụng những cầu thủ với mức thẻ cộng 8 nhé. Bởi vì ở đội hình của tôi, cái rác của tôi nó có rất nhiều những con hàng cộng 8. Nên là tôi sẽ tận dụng những con rác cộng 8 này, tôi sẽ mở hết ra. Sau đó là ra bao nhiêu con cộng 8 thì tôi sẽ đập hết lên. Con nào lên cộng 9 thì sẽ vào đội hình của chúng ta nhé. Có gì thì để em sẽ xử lý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ mở tất cả những gói thẻ cộng 8 trong cái đội hình này, để chúng ta sẽ có được những con hàng cộng 8 và sau đó mình sẽ đập lên 9. Thực sự là đội hình này là tốn nhiều tiền của phết anh ạ. Thực sự là tốn nhiều tiền của đấy. Vì để mà đập 8 lên 9 là rất nhiều công. Và không biết là ngày hôm nay tôi sẽ đầu tư 1 tiếng đồng hồ để chỉ để đập thẻ từ 8 lên 9 anh em nhé. Hứa với anh em bây giờ là 10:30. Chúng ta sẽ đập đến đâu đó khoảng. Ở đây có rất nhiều những con hàng cộng 8 mà tôi mở được này. Lorente, Clichy, Quang Hải, Miner. Ok, rất nhiều 8 anh ạ. Ở đây thì không thiếu 8 đâu. Nhưng mà thường đều là những con hàng kiểu xấu bẩn. Mà thôi anh em không ạ, không quan trọng nó là ai cả. Quan trọng nó đến với mình là cái duyên nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau setup để đập tất cả những con hàng cộng 8 này lên 9, được chưa ạ? Khó đấy, tính ra là cũng khó đấy, nhưng mà thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Vụt đấy anh em ơi, nhiều đấy, ở đây tôi có rất nhiều cộng 8 này. Những con cộng 8 cỏ thì cũng phải tầm mấy chục con rồi đấy. Đấy. Rồi bắt đầu nào, đập từ những con nhỏ trước đi. Đây này, thằng danh con này đừng có lên nhá. Đừng có nói là mày lần đầu tiên mày vào đây mày đã lên rồi, chết dở tao đấy. Rồi con đầu tiên ra đi này, Châu ta luôn. Có cả thằng tên là Châu ta luôn mà. Thằng Châu ta này mà vào đội hình thì lần đầu tiên tôi đá Châu ta luôn đấy. Thề anh em, lần đầu tiên đá Châu ta luôn mà. Ui, quả là lần đầu tiên đá con Châu ta này. Mấy con này lạ nhờ. Nếu mà không đập được ít thì anh em mình đá một con thôi nhá. Nếu mà ít thì đá một con. Còn đâu nếu như mà đá nhiều ấy, nếu mà nhiều ấy thì anh em có một đội hình. Nhưng mà tôi nghĩ là đội hình này để mà nhiều thì cũng hơi khó đấy nhờ. Tôi dùng mấy con nhỏ nhỏ luôn để dọn đi, tí nữa anh em mình lại mở tiếp. Đỡ tốn phôi. Con tên này 10 tiếng thì chịu ấy, 10 tiếng thì chịu thật. Quả này mà 10 tiếng thì chịu. Anh em muốn spec không hay là cứ để bình thường cho nó hồi hộp? Có khi đang mấy thằng thủ môn cho nó ra đi trước đi. Mấy thằng thủ môn này để làm phôi chứ. Mấy thằng thủ môn này mà nó lên thì đéo biết con tên nó ra cái gì luôn ý. Rồi. Mấy con này chắc là bỏ đi. Rồi mấy con nhỏ thủ môn là nhân vật chính đi. Gọi là bạn miền thế này. Thề đúng rồi. Thủ môn là nhân vật chính, chắc anh em cứ ngồi im để cho nó sút đi nhỉ. Uầy, mày đéo lên được nhỉ, mãi không lên nhỉ. Khó đấy, tính ra khó phết đấy nhá. Cái tỷ lệ đập lên 9 đúng là bao nhiêu phần trăm tôi cũng không biết nữa. Uầy, tính đã đập này cũng phải chục con đấy nhỉ. 0.8% thôi á. Mà thế mà tôi thấy anh em đập có một tí à. Đập một tí thôi mà vẫn lên được mà. Đập cộng 10 mà một tí vạch vẫn lên mà. Vừa ấy vừa dọn phôi anh em ạ. Hồi hộp đấy nhỉ. 4% mà, 4% cơ, thế cũng gọi là cao ấy chứ nhỉ. Làm gì 4% mà không lên nổi. Tỷ lệ tạch rồi đấy. Tôi nghĩ là sắp lên rồi đấy anh ạ. Tôi nghĩ là cảm giác bây giờ sắp lên rồi đấy. Anh Tú ơi, anh check cho cái độ uy tín của cái SXOPTAYCAM.com với thấy bảo anh em mua ở đấy nhiều mà em sợ bị lừa quá, em chưa dám mua à, em cũng mới được bạn giới thiệu, chưa tin lắm à. Sợ em thật, chả nhẽ anh lại phải hỏi ChatGPT cho mày nữa. Hôm nào qua mua hay gọi anh đi cùng vậy, anh múc mấy cái tay vậy. Đập khó nhờ, anh em bảo từ đấy đập khó nhờ. Bảo vệ nữa. Bây giờ tôi có khi tôi phải làm của con Quang Hải nha. Biết Quang Hải lên 9 không? PPPPPPPPP. Rồi, Quang Hải sẽ là người đặc biệt đầu tiên trong cái series này phải không? À, về 2 à? Ủa, về 2 là tín hiệu sáng rồi nhá. Về 2 là sáng trưng, khả năng thằng này sẽ là người đặc biệt. Khả năng thằng này sẽ là người đặc biệt này. Đê so.
Má thằng ấy vẫn chưa lên được cơ ạ. Đây đây, thằng này mới đầu đủ này. Con Enios thì sao đây? Má thằng danh con này vẫn xịt luôn mà. Rồi. Dọn dương đúng kiểu dọn dương mất. Từ nãy giờ chưa lên được con nào, nhục thật. Thực ra thì cái từ spec không, nó chỉ mất 5 giây anh em thôi. Không lâu lắm đâu. Can thiệp cái tí tỷ lệ ở đây cho nó ổn ổn tí. Phải đập từ nãy mấy chục con đéo lên được rồi anh em ạ. Sợ thật. Ui. Hai con. Hai tí nữa tôi đập mẹ một con 120 nhỉ anh em nhỉ. Khả năng mình mồi đến nơi rồi, mình làm mẹ một con 120 đúng không các bạn? Từ nãy giờ mồi hơi nhiều đấy, làm mẹ một con to đi. Bọn này đập căng tay nhá. Không lên được con nào, mặt mất mặt luôn đấy, mất mặt với anh em đấy. Con Loren T9 phải không? Phải không? Nó đây. Má, nó vẫn về cộng 5 luôn à. Rồi, con Alien Gem này. Nếu mà lên con này thì chúng ta lãi đậm luôn đấy. Chúng ta lãi đậm. Hàng MU mà, hàng MU đối với tôi nó đỏ lắm đấy. Hàng MU là đỏ lắm đấy. Là định mệnh đấy. Định mệnh. Con mẹ nó vẫn là 6 luôn mà. Khó chịu nhờ. Thôi thì làm tí Nani nhờ. Thế này tôi sẽ đập một con Fragrantoret trước. Sau đó tôi làm tí Nani đi. Fragrantoret. Phải làm tí Nani đấy, Nani làm đi 9 đấy. Hay là cho nó nhiều nhịp hơn một tí được không anh em? Cho nó 2 nhịp đi. 2 nhịp đi cho nó cái tâm linh tí nào. Bây giờ cũng là cái giai đoạn mình cũng đang cần nó lên rồi đấy. Ok. Chưa lên nổi luôn mà. Tí nữa dùng thẻ kìa anh. Phải làm tí Nani nhỉ. Vào được chưa anh em, vào tíu Nani nhá. Cho tôi một comment lên đi xem nào anh em ơi. Một comment lên đi. 4.000 tỷ của tôi đấy. Pha này là phải lên đấy. Không phải để thất bại nữa đâu. Phải lên đấy nhở anh em nhở. Nhiều nhịp vào một tí ok. Đợi đến tầm 10 nhịp đấy. Tôi nghĩ 4.000 tỷ này dành cho tôi. Và tôi có lẽ là phải nghĩ là tôi làm gì với Nani luôn đi. Con này đặc biệt đấy. Phải làm một video người đặc biệt là Nani. Con tên rồi. Ok. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Và đó là Nuis Nani 9. Con mẹ mày vẫn xịt luôn mà. Cái gì nữa. Ra đi hết rồi. Cày thế nhờ. Lên 114 đi. 114 với Ameron và Makti. Ủa, rô béo MC9 cũng hợp lý nhở. Chả nhẽ đợi đến khi rô béo MC9 nó mới chịu lên thì tôi đến chịu luôn mà. Buồn đời của anh ơi, hay tất tay để hưởng thụ cái gì mà buồn đời là tất tay là như thế nào đấy em trai ơi. Bình tĩnh lại đi. Anh đập xịt từ nãy giờ mà anh vẫn còn vui cười như thế này rồi mà. Nỗi buồn nào hơn nỗi buồn đập thẻ của anh không? Ok đây rồi. Rồi Ameron. Đây là Aronson. Aronson. Lên không Aronson? Lên không? Lên. Vẫn đéo chịu lên. Cày thế nhở. Sao anh không dùng làm lại á? Có làm lại à? Sao tôi không để ý nhở? Makti à? Liệu có phải là Makti không nhở? Liệu phải là Makti không? Thẻ làm lại mới lên được anh ơi à? Thôi, từ từ, thẻ làm lại anh dùng cho Kaka. Mấy con ghẻ này làm lại làm cái gì? Vẫn xịt luôn mà, cay thế nhở. Có lẽ chúng ta sẽ đập những con hàng tiền đạo là chính nhá. Còn những con hàng không phải tiền đạo chúng ta làm phôi hết được không anh em? Ưu tiên là hàng công nhưng mà những con hàng không phải hàng công thì cho đi nhá. Rồi, phơ. Phơ này mà lên thì đau đầu đấy. Phơ này lên mà đau đầu đấy. Hai nhịp thôi anh em, hai nhịp là đẹp rồi. Tôi nghĩ là hai nhịp là đẹp rồi. Từ nãy giờ chưa thấy cái bùi lên nó như thế nào luôn mà. Ở đây có được dùng thẻ nâng cấp lại này. Phơ này chưa lên được anh ạ. Phơ này vẫn chưa lên được. Bây giờ chúng ta tính này. Tôi nghĩ là làm con Future đi. Future này, sau đến Kaka này. Sau đó mình nâng lên 117. 116 là thằng có thể là một con Dino này. Một con Dino này.
Dinho là Dinho 9 này. Sau đó 118 là Dennis Bergkamp này. Cái dây 115 là con Fu chơi đi trước vậy. Bây giờ hậu vệ chắc là mình không chơi thì thôi bỏ nhá. Thằng này đập thế này đi. Đừng phun vạch á. Thôi mấy con này chưa cần phải dùng thẻ đâu. Mẹ sợ ấy nhở, tầm này sợ lên quá nhanh ạ. Tầm này sợ lên quá luôn ý. Và đó là Phu Thơ. Trời ơi. Nó là Phu Thơ à. Trời ơi, sao không phải là Rô Béo nhở. Trời ơi, tôi bảo đéo muốn lên thì nó lại lên mà cay thế nhở. Và đó là Phu Thơ của mùa BTB. Rồi, bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ đá luôn nhở. Anh em mình đá luôn nhá. Vì thực sự đây là người đặc biệt tập đầu tiên. Ok nhá. Được chưa ạ? Người đặc biệt tập đầu tiên thì anh em mình phải trân trọng con thằng này. Hay là làm hai con nhở? Hay là làm hai con thôi anh em? Làm thêm con nữa được không? Người đặc biệt làm hai con song tạo song song sát được không? Ok, con thứ hai nhá anh em ơi. Ok, xong. Mê nhờ. Con thứ hai sau đó chúng ta sẽ ấy đấy. Nhưng mà anh em phải tính toán kỹ nhá. Bạn đập lại nào. Ok, chúng ta sẽ đến với hành trình để chinh phục con tiếp theo, con thứ hai. Con series này chắc là mấy con đầu tiên anh em mình spec luôn đi nhá. 10 con đầu tiên này anh em mình bỏ sổ luôn nhanh nhá. Mười con đầu tiên thì chắc không cần phải động thủ gì cả anh em nhỉ. 10 con đầu tiên chắc như cỏ rác rồi. Rồi, 10 con đầu tiên cứ cạch. Tốn kém cái gì mà anh em, đừng tốn kém gì anh em. Rồi, một con. Mấy con đầu tiên anh em có khi phải đến 15 con đầu tiên ấy nhỉ. Bình Beso đá Wiscan 8.000 đồng. Do béo Icon cộng 8 chắc bế hết Mandini, Nesta, Rio, Vinic trên vai chạy thẳng vào go luôn quá. Lúc này mà lên nhục lắm này. Quả lên là người đặc biệt thì đúng chớ này. Quả mấy con bẩn này mà gọi là người đặc biệt thì đúng là kiểu mẹ mặt méo lắm ấy. Tolisso. Rồi may quá. Những cái lúc này lại mong nó xịt anh ạ. Những lúc này lại mong nó xịt. Để chúng ta vào đến những cái trận chung kết. Anh em đếm nhá được mấy con rồi nhỉ? Được mấy con rồi nhỉ? Con này thứ mấy? Thứ 6 đúng không? 6 con rồi đúng không? Được 6 con rồi. Con thứ 7 này. Con thứ 7 xong, ok, 7 con rồi. Ngon rồi, 7 con. 109 đủ không? 109 nó đủ. Ok. Rồi con này con thứ 8 này. Ok, may quá anh em ơi. Đặt thành cái tiêu đề gọi là song sát đặc biệt luôn ấy. Em vào sau xíu A ơi. Em hỏi chút là A đã phát vé sinh nhật chưa ạ? Em muốn xin một cái mà không rõ A còn không ạ? Anh thì anh vừa cập nhật rồi. Hôm đấy là em bên Arena bảo có 5 vé. Chào hôm ấy. Rồi. Birmingham này. À, thằng này Birmingham thì thằng này lên cũng được. Thằng này gọi là có cái tiếng, có cái vị. Ok, nó xịt rồi. Anh em đếm nha, anh em đếm từng con một giúp tôi nhá. Được 10 con rồi đấy. Rồi. Đấy số đua vịt anh ạ. Nâng over lên dần đi anh em. Đúng không? Tầm này lên dần đi nhỉ. Mới 12 con à. 12 con. 13 con, ok, 13 con. Mười bốn con xịt rồi đấy. Rồi ốp luôn. Rồi xịt nào. Tao xin mày đấy. Ok xịt rồi, ok bắt đầu lâng nhá. Bây giờ bắt đầu lâng này. Ok bắt đầu lâng tầm này. Bắt đầu lâng tầm lên rồi anh em gõ 10 nào. Bây giờ chặt chuẩn chui hơn rồi nhá. Cẩn thận với Sancho. Đưa Sancho tự tin cho thành hai nhịp nhá. Sancho lên cũng không đến nỗi. Giờ mỗi trận là những trận chung kết rồi. Ok, mỗi lần là một trận chung kết. Ok, Sancho. Xịt, ok, không sao cả, không phải từ từ cả. Cứ lên dần dần, anh em cứ lên dần dần mà. Xbox 360 thì em có thể lấy A102L cũng được. Cùng giá thì nó cần 360 độ, ngon. Rồi, con này dần dần đi. Ui, may thế ạ, con này cũng đéo muốn lên đâu. Có khi là bây giờ lâng lên một tí đi anh em ạ, lâng tầm lên một tí đi anh em ơi, cảm giác tôi thấy nó dễ lên lắm rồi đấy.
Lên 110 đi, lên 110 đi Morata đi. Nhảy cóc vậy, nhảy cóc thôi anh em. Tầm này nó sắp rồi đấy. Lần này tôi nghĩ là nó sẽ nhanh hơn lần trước ấy, chứ lần trước nó đúng con số 25 nó hơi dở hơi à. Rồi, cộng 6 à. Đến giờ căng rồi đấy. Giờ này giờ căng rồi đấy. 112 với Galaxian. Ui, vẫn chưa lên nha. Vẫn chưa lên. Pico 9. Thế từ từ nha anh em nha. Chỗ này chậm nhịp lại một tí đi. Becha đi lỡ lên thì sao? Đó, cuối cùng cũng phải làm con Becha đấy. Thật sự đến lúc tuyệt vọng nhất là phải là Becha 8 ấy. Lên 9. Rồi ok, Pico nào. Tôi nghĩ đến cái thời điểm này là cái thời điểm nó cũng bắt đầu căng căng rồi anh em ạ. Căng căng rồi đấy. Rồi xịt rồi. Rồi, Kono PNK đi đầu. Nhạc KK đi, KK chưa đến giờ đâu, chưa đến giờ của KK đâu. Tầm 3 con 115 nữa thì KK mới lên đồ. Hà Lê Duy đã rescan 8.000 đồng. Càng quá anh em ạ, tầm này tôi thấy hơi khó thở đấy. Tầm này bắt đầu thấy nó vào cái giai đoạn này, giai đoạn quan trọng lắm rồi đấy anh em ạ. Em Minh Tiến giấu tên không phải em Tiến Thần Tài đã rescan 10.000 đồng. Hello anh, em mới đi làm về. Anh có thể giúp em chữa lành bằng cách cho con ớt Aston Villa lúc trước anh build cho em lên sóng được không ạ? Được. Em gửi update rồi ạ. Minh Tiến ơi, được đấy, Minh Tiến ơi. Được đấy, Minh Tiến ơi. Ok. Nhìn cái mặt thằng này nó dễ lên thế nhở anh em nhở. Nhìn cái mặt thằng này dễ liên điên luôn ý. Cho thằng này 5 nhịp. Cho thằng này 5 nhịp. Hiếu Nguyễn đã rescan. Ok em nhớ vẫn nhớ Hiếu Nguyễn đấy. Bác nhớ 30k tỷ pháp nhé. Mình chấm lại bên tin nhắn. Đuôi 7280 nhé bác Tú. Ok em nhớ rồi, em nhớ rồi. Tôi nghi lắm, tôi nghi cái thằng này là nhân vật lắm này. Nhìn cái mặt nó hầm hố lắm luôn đấy. Đừng phải là mày nhá, đừng phải là mày nhá. Conny Brando. Không phải. Không phải là Conny Brando. Giờ là phải đến KK rồi, giờ là phải đến KK đây rồi. Rồi KK lên đào. 10 nhịp cho KK đi. Tôi nghi lần này KK lên cũng không nhỉ? Nên chín khó cái gì mà khó em ơi. Những cái khó nó là sở trường của anh đấy. Và xin chào mừng KK đến với đội hình của Đại Lớp. Ôi bỏ rồi, về 6 luôn mà. Dali Olmo. Rồi cứ vụt đi. Khó thở phết nhỉ. Nhìn cái mặt thằng này nó quyết tâm đấy à. Nhìn cái mặt này không biết liệu có một cái điểm nào đó không nhở. Hay mày xịt cho tao đi Dali Olmo, xịt đi. Đừng lên, tao xin mày đừng lên. Đừng lên mà. May quá nó vẫn chưa lên. May đấy nhở, vẫn là một cái tin vui. Tôi không muốn Dali Olmo lên một tí nào. Thằng lên không hay. Rồi Biore lên đầu trước nhở. Biore. Ok Biore đi. Tôi nghĩ là Biore ra đi trước đi. Hai nhịp cho Biore thôi. Hai nhịp cho Biore. Càng quá anh ạ, tầm này khó thở thật sự luôn ấy. Ôi nó lại xịt rồi. Rồi Ronaldinho. Cái lần trước ở tôi đập con phu chơ là mấy nhịp lên đấy anh em nhỉ? Lúc ấy là mấy nhịp nhỉ? Hai nhịp thôi à? Hai nhịp đập luôn à? Thôi vào dí thôi. Thinh cầy chay đã hết cầy chay đã rescan 10.000 đồng. Nó đến rồi. Anh em chuẩn bị tắt like đi ngủ. Nó đến rồi, nó đến rồi và đó là Ronaldinho. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi, tôi tiếc nha. Tôi đang cảm thấy hơi tiếc nha. Trời ơi, đến The Lima rồi mà. Ui, quả đấy vào The Lima thì bú không? Trời ơi. Nhưng
không sao cả. Chúng ta đã có Ronaldinho. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi bây giờ thì tôi sẽ sắp xếp mấy con hàng của AC Milan này vào đội hình luôn anh em nhá. Cho Fucher với cả Fucher và Ronaldinho vào đội hình luôn. Đấy, tôi sẽ đẩy cho hai con đá tiền đạo gọi là người đặc biệt mà. Thì AC Milan tôi không thiếu đâu, đội hình tôi đủ ấy. AC Milan 8 đủ đội hình luôn. Vieira trò cưng là đủ rồi đấy. Tôi nhớ là đội hình của tôi AC Milan khá là nhiều chứ không phải ít đâu. Thiếu ở ngoài vẫn có luôn. À, Robéo lên, lấy Robéo mùa này đi. MC đi. Quả đấy mà Robéo lên 9 thì nó có vẻ vui hơn nữa đấy nhỉ. Đội hình đá đúng như vua nhỉ. Gattuso cho đá giặt cánh tạm được. Cái mẹ Essien, Pirlo, De Lima. Cánh này thì có Van Basten, Mandini nhỉ. Mandini này ngon quá nhỉ. Cho trò cưng đấy, cho cứng nhá. Rồi ok nhá, đẹp rồi anh em ơi. Đội hình này đúng kiểu đá như vua luôn đấy. Chúng ta sẽ đến với sự trải nghiệm đầu tiên của người đặc biệt tập đầu tiên này. Sorry, em nhau về say quá. Say quá, say vẫn phải xem đấy nhờ, say vẫn phải xem đấy. Ôi nhầm. Văn Dương đã win scan 10.000 đồng. Vẫn phải chơi kiểu gì đấy. Và đó là người đặc biệt của tôi, người đầu tiên mà tôi đã đập lên cổng 9. Sau này vẫn là thế nhá, đá ví dụ đập thằng trung vệ lên là vẫn phải chơi nó ấy mà. Ủa đẹp đấy nhở. Ủa tí đi nhá. Mai nào Euro rồi anh ạ, mai Euro đấy. My Aero đấy. Tạt kìa, xấu thế. Đây rồi. Đây rồi. Kìa quái không vào kìa. Rồi Gattuso. Gattuso khỏe nhờ. Gattuso vẫn còn khỏe lắm. Còn khỏe lắm. Bàn thắng đã điểm rồi đấy. Bàn thắng đã điểm và 2-1 dành cho I Love. Giấu tên hay quá nhờ, trò cưng. Dinho Dinho Rõ ràng ngày hôm nay là một ngày bùng nổ tại cái server Việt Nam này. Và hai người đặc biệt đã có những bàn thắng dành cho riêng mình. Việt vị nhở. FD đẹp nhở. Có FD đẹp của Dinho nhở. Vào đúng một trận đấu tuyệt vời luôn đấy. Má nó đen thật. Đen thật sự luôn. Xong rồi đấy. Má nó cũng bị ngáng lại nhở. Đây là Fucher. Mày đỡ. Rất khó để ngăn cản siêu đặc biệt này. Và đó là Beckham. Được chưa ạ? Được chưa ạ? May! Vụt quá FD cho biết. Fucher tạt quả bóng đẹp thế nhở. Chà bố, xem cái quả đầu kiểu gì vậy. Mày bẫy ai? Dinho. Rồi Fucher. Ngoặt lại. Em đi. Vỡ đầu mày chưa? Đỡ cái gì, đỡ kiểu gì hả bạn? Mê nhờ, cái đội hình này đã mê điên luôn ý. Cay thế nhờ. Mới vô mà anh cũng đã căng vậy. Không căng đâu em ơi, không căng đâu. Sút căng đấy. Hay quá nhờ. Có bộ đồ này của tôi chạy như bay luôn đấy. Như bay ở như này này. Cái chuyện gì nó đang xảy ra vậy anh em? Ronaldinho 9.
nó vỡ đầu thủ môn là như vậy này. 12-4 đủ vòng, em quay cho anh nhé, quay đi tí anh vào nhận thôi. Được, mất câu anh quay. Hay quá nhờ, bàn chống ao ấy, bàn chống ao anh ạ, bàn chống ao. Anh thì anh cổ vũ tất cả anh em, cũng không phải là chỉ định một team nào đâu. Anh sẽ cổ vũ cho nhà vô địch em nhé. Hay nhờ, tỷ số là 4-1 và dấu chấm hết cho đội bạn từ rất lâu rồi. Giữa nó FD thế nào, FD này. Chuyên môn FD. Mặt lại thôi. FD này. Cứa hay đấy nhở, Tony cứa vua rồi. Thì cô phải hợp mệnh người đá mới đá được. Con future này của tôi có khác gì là ai cần giấu một mình cộng 9 không ạ? No. À, thật sai lầm. Tình cảm vậy? Vậy tôi đéo nghĩ là tôi mặc. Bay N 18k tỷ Hotzer cộng 10F và đồng bọn. Ồ, ok, hay đấy nhỉ. Con tên nghe thú vị đấy nhỉ. Cái xinh ghê đấy nhỉ. Cái xinh này thì dở rồi. Ghê quá. Biết nghe là đố nó di gôn rất nhanh nên là mình phải giữ lại một nhịp mới dám thuốc. Đố này di gôn nhanh như điện vậy.